Hello, xin chào cả nhà. Thì để giúp cho mọi người có thể là biết các cái quan sát, các cái biểu hiện, các cái màu lá để có thể là chăm sóc cây trồng một cách tốt hơn. Thì ngày hôm nay ông sẽ chia sẻ cho mọi người một vài cái kinh nghiệm cô Hùng trong suốt 7 năm làm nông nghiệp thuần thiện và cũng đã cùng với công ty Wow giúp đỡ được hơn 6.000 nhà vườn ở trên khắp cả nước giải quyết tất cả các loại vấn đề trên cây trồng, đặc biệt là các loại cây ăn trái. Để mà chúng ta có thể là quan sát được các cái biểu hiện của lá, rồi từ đó đưa ra các cái giải pháp để chăm sóc cây một cách tốt nhất. Khi đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý về ba cái vấn đề lớn của cây. Đầu tiên đấy là thiếu nước. Cây thiếu nước trong thời gian dài sẽ rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến gọi là cây nó phát triển kém, còi cọc và năng suất nó không đạt. Thứ hai nữa đấy là vấn đề về dinh dưỡng. Cây mà thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ phát triển rất là chậm và nó không đồng đều, và từ đó nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Và cái thứ ba nữa đấy là vấn đề về bệnh của cây. Thì cây mà nó bị bệnh rồi mà nếu để nó bệnh quá lâu thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Mình xử lý sớm thì nó không sao, nhưng mà nếu như mình để nó gây hại cho cây quá lâu thì nó cũng sẽ khiến cho cây nó bị suy yếu và rồi nó cũng sẽ đưa về gọi là năng suất và chất lượng kém. Cái thiếu nữa là nó sẽ lá cây nó sẽ chuyển từ màu xanh đậm về màu xanh nhạt, sau đấy nó sẽ bắt đầu dần bị có lại héo và nó sẽ bị khô do sau đó nó sẽ rụng. Còn nếu mà cây nó bị thiếu dinh dưỡng thì nó có nhiều loại, như cái thiếu đạm thì là bắt đầu nó cũng lá cũng nó sẽ chuyển thành màu xanh nhạt, sau đấy nó sẽ bắt đầu chuyển thành màu vàng nhạt. Còn nếu mà cây thiếu lấn thì nó sẽ chuyển từ màu xanh nhạt nó bắt đầu chuyển thành màu nâu đỏ. Thì biểu hiện của lấn thì khá là dễ phát hiện. Còn đối với cây mà thiếu kali thì nó sẽ trên lá nó sẽ xuất hiện các cái đốm màu nâu vàng, và cái lá này khi mà ra ngoài gọi là ánh nắng mặt trời thì nó rất dễ bị cháy, nên thì nó sẽ gây ra hiện tượng cháy lá. Và nếu như khi mà ra vườn mình quan sát thấy các cái đọt nón là nón của cây mới ra nó bị biến dáng cong vèo này, thì đấy là biểu hiện của thiếu gọi là canxi. Và nếu như mà gọi là nhìn thấy các cái cành cây mà nó có các lá mà nhỏ đều lại thì đấy là biểu hiện của thiếu vi lượng. Còn mà khi ra vườn quan sát thấy mà cái lá cây nó bị vàng từng cành và lá nó nhỏ lại và mình thấy cái gân lá nó bị nổi lên mà nó cũng bị vàng thì đấy là biểu hiện của cây bị bệnh. Thì mình sẽ có những cái khi mà quan sát mình thấy những cái đấy thì mình sẽ có những cái phương án mình xử lý cho nó đúng và nó hiệu quả, và khi mình quan sát thấy là mình phải xử lý liền để cho nó cái nó thì cái này khi mình xử lý liền thì nó mình sẽ giảm được gọi là cái rủi ro về sau này. Như gọi là nếu như để một cây mà thiếu được lâu thì nó sẽ bị cây nó phát triển kém, và nếu như để cây nó bị bệnh lâu thì không những nó ảnh hưởng mạnh đến cái cây những cái đó mà có thể là lấy lan ra những cái cây xung quanh của vườn nữa. Cho nên là mọi người cần phải quan sát để mà có thể là có đưa ra phương án kịp thời. Và cái việc quan sát làm thế nào quan sát để cho nó hiệu quả thì đối với cây ăn trái thì tối thiểu mình phải ra vườn quan sát một tuần một lần. Còn đối với cây rau màu thì mình cứ phải ngày nào mình cũng phải ra quan sát để có thể là mình đưa ra giải pháp kịp thời luôn. Thì đây là những cái chia sẻ của Hùng về cái cách mà quan sát các cái màu lá. Để rồi khi mình quan sát rồi thì mình sẽ thấy các biểu hiện lá thì mình sẽ biết được là nó là do nguyên nhân gì để từ đấy mình đưa ra giải pháp. Và nếu như mọi người mà ai mà còn là chưa thực sự quan sát được cái màu lá tốt thì có thể liên hệ với Hùng để có thể là mình sẽ cung cấp cho một cái bảng là nó có chi tiết cả cái kiểu là như thế nào để mình có thể là dựa vào đó khi mình ra vườn cầm cái bảng này mình đi thì mình có thể là dựa vào đó để mình có thể là nhìn biết được cái nó thiếu cái gì hay là nó bị bệnh gì hay là gì là mình có thể là xử lý luôn đấy. Thì để toàn bộ chia sẻ không nên nếu như mọi người mà thấy video này có giá trị và hữu ích với nhiều người hơn thì đừng quên dành tặng cho kênh một like và một subscribe mọi người nhá. Và đừng quên bấm vào hình cờ chuông phía dưới để có thể là nhận được cái thông báo cho những video tiếp theo của kênh mới nhá. Ok.
Cảm ơn mọi người.